Kính chào quý vị và các bạn. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Tôi ước mong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ phổ cập kiến thức pháp luật cho từng người dân, mà đặc biệt là trong những cái lĩnh vực mà chúng ta thấy sát sườn nhất, đó là thừa kế, đó là di chúc, đó là tranh chấp quyền sử dụng đất đai tại tòa án. Tôi có hơn 700 video trong cái kênh Luật Sư Thu Đoàn. Hy vọng rằng là tôi sẽ có những cái đóng góp cho quý vị và các bạn. Hôm nay cũng bằng một cái câu kể chuyện, và tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn một cái kiến thức pháp luật rất là cơ bản. Và từ cái kiến thức pháp luật cơ bản này, chúng ta sẽ biết thỏa thuận trong gia đình mình nếu trong trường hợp có phát sinh tranh chấp. Video của tôi hôm nay có tên rằng Tranh chấp đất đai và thỏa thuận của những người thừa kế. Để dẫn cái kiến thức pháp luật này thì tôi tạm đọc những cái quy định của pháp luật đến cho quý vị và các bạn. Điều 613, người thừa kế. Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế, hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Các bạn, trong cái vấn đề là người thừa kế này, nó gồm có hai vấn đề các bạn ạ. Thứ nhất là cá nhân này phải còn sống, cá nhân này phải thành thai tại cái thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là người có di sản chết các bạn ha. Tí nữa tôi sẽ ví dụ cho quý vị và các bạn. Và cái trường hợp thứ hai đó là tổ chức này phải tồn tại, tức là theo cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, theo cái tổ chức của nhà thờ thì tổ chức này lại phải còn tồn tại các bạn ạ. Để chúng ta được hiểu được những cái quy định của pháp luật. Bây giờ tôi đọc lại cho quý vị và các bạn để mình update cái kiến thức pháp luật nha. Điều 613 của Bộ Luật Dân Sự năm 2015. Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế, hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước người để lại di sản. Trường hợp người để lại thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Chúng ta sẽ được luật sư phân tích vào một cái ví dụ cụ thể. Ông A có một người vợ. Ông A với người vợ đã có với nhau 4 người con các bạn ạ. Thì tới năm 1900, sau khi người vợ đầu mất thì đến năm 1990 ông sống chung với một cái người vợ thứ hai, và người này lại có một con chung theo cái giấy khai sinh. Đến năm 2014 ông A mất, thì theo cái người thừa kế, theo quy định của Bộ Luật Dân Sự này, thì ông A các bạn ạ, ông A có những người hàng thừa kế sau đây. Thứ nhất là vợ ông A. Tính đến thời điểm mở thừa kế, mà các bạn biết rồi, theo quy định thời điểm mở thừa kế là cái thời điểm ngày ông A chết đó. Ví dụ ông A chết ngày 1 tháng 1 năm 2014 thì cái thời điểm mở thừa kế là ngày 1 tháng 1 năm 2014. Tại thời điểm này thì hàng thừa kế của ông A bao gồm, trong quy định của pháp luật bao gồm cá nhân. Cá nhân này đã thành thai thì thực tế theo cái giấy khai sinh thì ông A có vợ và 4 người con với bà vợ trước và 1 người con với bà vợ sau. Vậy tổng cộng hàng thừa kế của ông A gồm có 6 người các bạn ha. Thì đó là những cái quy định của pháp luật. Vậy thì thỏa thuận của người hàng thừa kế như thế nào?
một cái câu chuyện thực tế mà tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Thật ra tôi cứ phải lặp đi lặp lại những cái cách chia theo quy định của pháp luật để chúng ta được hiểu, để chúng ta được cảm thấy rằng là sau khi chia mình có bị lỗ hay không. Cái này rõ nhất là quý vị và các bạn, khi mà ai đó đến văn phòng của tôi gọi là gửi, đăng ký gửi bán miếng đất, thì trong cái thâm tâm cái người gửi họ bảo là đất của họ sợ là bán non, bán sợ giá rẻ. Thì tôi cũng có một cái dịch vụ mà ký gửi nhà đất, gọi là mình lấy một mức phí để mình bù lại những cái miễn phí cho quý vị và các bạn nè. Thì cái người mua họ bảo rằng là miếng đất cao quá. Thôi thì cứ thường người đến văn phòng họ bảo rằng là miếng đất của họ rẻ và họ đưa không biết có bị hớ không, theo dân miền Nam mình gọi có bị hớ không, trả giá có bị hớ không. Người bán thì họ bảo rằng đất của họ rẻ, đáng lẽ cái giá phải cao hơn. Thông thường thì tôi vẫn tạo cho họ một cái niềm tin là yên tâm, anh chị cứ đưa một cái giá đi, rồi với cái kinh nghiệm nhà đất, với kinh nghiệm mà mua bất động sản thì tôi sẽ cho quý anh chị một cái lời tư vấn pháp lý về cái giá đất. Nhân tiện đây thì nếu anh chị nào có một cái nhà ý bán đất hay là mua đất thì hãy liên hệ với tôi, để đây cũng là một cái kênh rất là chuyên nghiệp các bạn ạ. Thôi trở lại vấn đề của mình tí. Vậy thì cái việc thừa kế thỏa thuận như thế nào để cái người mà những người con của cái phòng trước và người vợ này không có cảm thấy gọi là bị thua, bị thiệt. Có trong trường hợp này có hai cái cách để mà chúng ta tôi đưa cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn dễ dàng thỏa thuận ha. Thứ nhất, nếu tài sản của ông A để lại là tài sản riêng của ông A thì chúng ta sẽ chia mỗi người được 1/6 suất thừa kế. Ví dụ giá trị tài sản này là 600 triệu thì mỗi một người sẽ được 100 triệu. Vậy thì 4 người con của Phùng trước là 400 triệu, người vợ và đứa con của Phùng sau, vợ sau ấy nha, là sẽ được là 200 triệu. Cũng vẫn cái dữ liệu này, 4 người con có thể lấy 200 triệu, 4 người con có thể lấy 300 triệu, 4 người con thậm chí không lấy đồng nào vẫn được các bạn nha. Đó là cái gì các bạn biết không? Thỏa thuận của người thừa kế. Vậy thì câu hỏi các bạn khỏi cần hỏi với luật sư rằng luật sư ơi, trong trường hợp này tôi phải chia như thế nào? Ngoại trừ một số mấy anh chị là muốn chia đúng, chia đủ. Còn lại chúng ta thỏa thuận của người thừa kế. Thì trong trường hợp này, 4 người con của người phòng trước có thể họ lấy từ 400 triệu cho tới 300 triệu, cho tới 200 triệu, thậm chí 100 triệu các bạn ạ. Đó là quan điểm thứ nhất. Quan điểm thứ hai các bạn ha. Quan điểm thứ hai đó là việc gì các bạn biết không? Quan điểm thứ hai đó là đây là tài sản chung vợ chồng giữa ông A và người vợ sau. Nếu trong trường hợp đây là tài sản chung của ông A và người vợ sau thì cách chia nó hơi khác một tí xíu. 1/2 tài sản của người vợ và 1/2 tài sản của ông A trong khối tài sản chung vợ chồng sẽ chia ra, chia trước một nửa cho bà đã, rồi một nửa còn lại vẫn chia tiếp cho 1/6. Như vậy các bạn thấy không? Như vậy nếu tính 600 thì mỗi một người con này họ chỉ được là 50 triệu. Mà các bạn biết rồi, 50 triệu thì 4 người là 200 triệu. 200 triệu họ có thể lấy đúng 200 triệu, cũng có thể lấy là 109, 108 cho tới 0 đồng các bạn ha.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái thông điệp rất là nhân văn, rất chất, để quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định pháp luật khi có bất kỳ một cái di sản thừa kế nào xảy ra, thì chúng ta, những gia đình không bị nồi da sáo thịt. Và khi chúng ta không thể thỏa thuận được thì hãy alo luật sư ơi, em muốn khởi kiện, và chắc chắn là luật sư sẽ tầm tay chỉ việc bạn trong một cái video khác, trong một cái gói khởi kiện thừa kế tại tòa án. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, và tôi chúc quý vị và các bạn, tất cả những anh chị em xem video của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, một ngày nhiều sức khỏe. Và tôi là luật sư Thu Đoàn. Cảm ơn quý vị và các bạn.